đánh cùng âm ly 203 nhá. $21,800. Như bao cô gái ở trên non, cô gái song ba đầu búi tóc tôm, tay vót trong miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây Nguyên. Bạn nhanh tay vót bằng tay em, chim ngoài trời luôn bác nhá. Chỉnh tay vót trong buông giấy, nhưng mai đây sắp chạy rồi, che rừng ta làm nhà làm trời cao. Ê, chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa say, em còn vót trong nhiều là cơm bay. Ê, chờ bòn bay diệt bòn bay, chờ bòn bay diệt bòn bay. Dâng cua 203 mà đánh được đôi bát 40 thì các bác biết là độ nhạy như nào rồi. Càng loa đắt tiền, càng loa cao cấp, càng loa xịn thì âm ly đèn cũng đánh được. Đây bác nhìn nhé. Đây, em Tuấn cho anh em ghép không có gì ngoài âm ly xuống và điện thoại vào. Được chưa? Ngoài trời luôn, ngoài sân khấu ngoài trời tự nhiên luôn nhé. Đây. Anh ở biên cương, biết rằng em nắng ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều dạt sông mà gánh nước, nên ngày ngày cùng Tết nào cũng như Tết nào, nhưng Tết này phải thật khác biệt. Như chốt anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Yeah. Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét, mà em thương anh chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời áo ấm có lạnh không. Người chiến sĩ biên thủy có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ, có tình yêu bốn mùa dưới ấm
dù gió mưa dù mùa đông, vì rằng em luôn ở bên anh. Bố biết rồi, bố biết rồi. Phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển, ở trên anh đầu nguồn biển rơi, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Em ở phương xa cách mười sông ba núi bốn đèo, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước. Con nhìn này, chiếc âm ly 4.8 triệu, đánh một đôi loa 21.800.000 đấy. Các bác có thể cắm mic vào hát luôn mà ngoài. À, báo cáo bác là hôm nay thì thấy cũng vui, có một vài chén rượu nói hơi nhịu không cả, nhưng mà vẫn là vui lắm ạ, bởi vì là em đã nhập được thêm 4 đôi loa như thế này nữa. Cái vui được 4 đôi loa nữa thì em mới quay tiếp thôi, chứ có một đôi loa thì có mà em quay nữa thì các bác chửi mặt em luôn. Mà bác nhé, nhiều bác hỏi là âm ly đánh được đúng không, đẩy cũng được mà âm ly đánh được. Có nhiều bác khẳng định là đến giờ này là có 2-3 bác nhận hàng rồi, có kêu cái gì đâu, sướng nhá. Những đôi loa như thế này mà còn chê thì chịu luôn, bởi vì là tầm tiền nó quá hợp lý luôn đấy bác, quá hợp lý tầm tiền đúng không. Em ơi, mở khóa máy điện thoại cái. Nhớ rồi. Hả? Nhớ rồi. Nhớ ông mắt. À được rồi. Đem lòng mình gửi về miền biên giới, sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương. Anh ở biên cương, sương lạnh giá buốt mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mới, rằng anh thương em. Đồng quê chưa cấy hết, tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thắng hàng không. Hỡi em yêu ở cuối sông Hồng, thấy dòng sông sông ngầu lên sắc đỏ, biết là anh nhớ về chiến công, là niềm tin, là tình yêu anh gửi cho em gửi cho anh gửi cho em gửi cho anh là tình yêu. Và còn rất là nhiều bác nhá, âm ly cửa dãy luôn. Đây nữa. Từ mùa trăng lên bên sàn em đợi. À, đôi loa này với mức giá 21.800.000 mà
Bác, các bác nào nhé đã lấy rồi mà không muốn lấy báo lại cho em Tuấn, em cảm ơn nhé, em lại được tiền bác khác tặng cho em. Chào bác.